Dạ vâng, em Minh Ô Tô xin kính chào tất cả mọi người. Thì mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, em sẽ lên sóng và báo giá tất cả những mẫu xe nhà còn và xe những xe mới về, tổng thành tất cả luôn. Thì do trời đang mưa bão, do mấy ngày hôm nay bị áp thấp nhiệt đới nên là đang trời đang rất là mưa, nên là tranh thủ lúc trời nó đang tạnh mưa này thì em quay tranh thủ cho bác luôn. Thì thứ nhất là con xe này, biển 34A04142. Thì con xe này con Chevrolet Vivan nhé, con này em vừa lấy về xong. Đấy, xe rất bẩn luôn. Đây các xem, trời mưa đấy, ướt át rất là bẩn. Rất là bẩn luôn. Cái con xe này là 7 chỗ các nhé, con Chevrolet Vivan. Con này số sàn, sản xuất 2008, một chiếc xe thương hiệu của Mỹ. Thì con này được trang bị rất là nhiều chức năng hiện đại, ví dụ như là túi khí này, phanh ABS này, gương kính chỉnh điện này, la răng đúc này. Lốp lắp còn rất là mới, nói chung con xe này rất là cứng xe mà giá cả cực kỳ bình dân các nhé. Thì con xe này em sẽ làm video riêng. Thì con xe này em bán mức giá là 186 triệu mà thôi. Dạ vâng, 186 triệu mà thôi. Giá rất hợp lý đúng không ạ? Đây, túi khí đây. Nói chung là đời nó cũng khá là cao, cũng rất là thương hiệu. Nếu mà để mua một con Innova đời 2008 G xịn của nó thì nó rơi tầm khoảng hơn 300 các nhé. Hơn 300 triệu. Nhưng mà con này nó chỉ mất lửa tiền thôi nhưng nó rất là rộng rãi đúng không ạ? Rất là đẹp, khá là cứng xe, trần đẹp, trần lý luôn. Đây là ghế da nguyên bản các nhé. Ghế da này là ghế da quý này chứ không phải là gì đâu. Nguyên bản từ lúc 2008 nó chưa thay một lần nào luôn. Đây các bác xem từ cái vô lăng đây, xe rất là đẹp luôn. Rất là rộng rãi mà giá cả là bình dân. Thì con này em bán giá là 186 triệu mà thôi. Đó. Đây các bác xem, ghế này hơi bẩn nhá. Chưa vệ sinh gì hơi bẩn, nói chung là các bác xem. Cái ghế da này ghế da nguyên bản theo xe luôn. Từ đời 2008 chưa bị thay một lần nào nên là nó rất là quý. Nên là các bác thích thay được mà không thay cũng được. Nên là em khuyên các bác là không nên thay ghế, để nguyên vậy. Nó tại vì sao cái loại ghế da này nó càng đi nó ngồi nó càng lì luôn. Đấy. Nếu giờ thay ghế da này mất tầm, nếu mà tổng thành 7 chỗ này thì mất tầm hơn 2 triệu một tí thôi nhá, hơn 2 triệu một tí thôi. Hơn 2 triệu. Đấy. Đây các xem cái táp ly cửa đây. Các bác mua con này về chạy gia đình hoặc là dịch vụ này rất là ok, tại vì giá cả hợp lý, quá là ok luôn đúng không ạ? Chỉ có 186 triệu thôi mình sở hữu ngay một chiếc 7 chỗ rồi, rất là rộng rồi. Đây cái đây cái hàng ghế đằng sau nữa các nhé, đây hàng ghế phía sau đây. Thì con xe này em chưa quay chi tiết tại vì em sẽ để một vài ngày nữa nó tạnh mưa thì em sẽ quay luôn, tại vì xe giờ nó rất là nhiều, rất là chật rất luôn đó. Thì con xe này rất là cứng xe đấy, 186 triệu các nhé, Chevrolet Vivan 2008, một chiếc xe thương hiệu của Mỹ, được trang bị gương kính chỉnh điện đây, kính điện đây, gương điện kia, túi khí, phanh ABS đấy, ghế da nguyên bản theo xe luôn. Chân lý đẹp, long lanh. Đó. Khá là chất. Rồi ok, đó là tổng thành em quay sơ sơ cái con Chevrolet Vivan thôi, rồi em sẽ làm video riêng cho các bác xem. Xem sau nhé. Rồi, trời đang mưa đấy, các bác xem. Mưa lại mưa này. Đấy, em phải quay tranh thủ cho các bác luôn. Thì nhà còn rất là nhiều xe. Đó. Là nhất số xe. Đây, con này con Vios 207 các nhá. Form mới. Con xe này 175 triệu. Rất là đẹp luôn. Một chiếc xe thương hiệu Nhật Bản, xe khá là ok, rất là sạch đẹp. Con váy ướt này khá là đẹp, đó, rất là đẹp luôn, đi rất là lướt xe. Để vào dòng váy ướt này thì rất nhiều người ưu chuộng, cái dòng 5 chỗ như thế này là ok rồi, đó. Rất là sáng sủa luôn, hơi trần đây, đẹp luôn, long lanh luôn, đó, trần long lanh luôn, vẫn trần lý đấy. Đấy, đằng sau nguyên bản này, đó, đấy, rất là sạch sẽ luôn. Thì các bác nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp cho theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 để em có thể gửi những cái video chi tiết từng chiếc xe một cho các bác. Đấy. Thì các bác có thể kết bạn Zalo theo số điện thoại 0926 836 686. Thì em sẽ gửi Zalo cho các bác nào thích con xe nào em sẽ gửi cho nhé. Em là Minh Ô Tô, chuyên bán vô cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay, hãy nhớ đăng ký kênh, vỡ nút thông báo để có thể xem những mẫu xe mới nhất mà bên em cập nhật với nhau ngày tháng. Thì đây, tiếp tục đây là con nữa đây, hay sao? Con này về đằng sau xem biển số được. Xe chặt quá. À. Con này biển số 99A18594. Thì con này mới lấy về các nhé. Con này là 209. Ghế ăn tra 209. Đây, ông chủ cẩn thận là vè mưa che luôn cả cái vè mưa ở cái hước ấy luôn. La răng đúc các nhé, tôi được trang bị la răng đúc đó. Đó. Nội thất đây, màn hình cam lùi đầy đủ hết. Nội thất của nó khá là đẹp.
được sản xuất 2009 các nhé. Thì con này bán giá là 170 triệu. Xe rất là đẹp luôn, rất là cứng luôn. Khá là chất các nhé. Nói chung là bên em tuyển xe rất là kỹ cho các bác để gia đình yên tâm. Các cái hay hãy nhớ chia sẻ giúp em nhé, cho mọi người, những người cần mua xe thì người ta biết. Đó, dưới đằng sau những con xe Lào bác, các bác nào thích thì có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686. Thì kết bạn Zalo số đó thì em sẽ gửi video cho. Do trời đang mưa thì chắc phải 1-2 ngày nữa mới làm video được, tại vì mưa rải rác liên tục luôn. Đó. Thì con xe này em bán giá là 170 triệu các nhé, 170 triệu. Đó. Thì do là trời đang dình mưa các bạn, bên này em quay nó hơi vội một tí nên các bác thông cảm nhé. Thì để 1-2 ngày nữa nó tạnh mưa thì em sẽ làm cái video chi tiết riêng cho bác xem. Đây, trời mưa các xem thì nước này. Đấy. Con này biển 17A01927 nhé. Thì con này là 168 triệu các bạn. Con này rất là đẹp luôn. Nói chung là bên em nhập xe thì con nào cũng tương đối nhá. Nói chung là nó phải bình bình xe, nó đều đều xe thì bên em mới nhập. Đấy. Tất cả là xe bên em nó đều xe giống nhau hết. Đó, nên là khá là ok. Con này rất là đẹp, tắp đi cửa đây. Thì con này là Genta 2009. Con này em bán được giá là 168 triệu. Đây, đó, 168 triệu nhá. Nói chung là con này rất là đẹp. Tất cả bên em là bán xe là đều đều xe hết. Rồi ok, tiếp tục là một mẫu xe nữa các nhé. Đây, con này biển 88A2304. Thì đây, con xe này cũng mới lấy về đây. Con xe này cũng là Genta 2009 nhé các nhé. Con này là 2009. Con này bán giá là 170 triệu. À, vâng, 170 triệu. Đây, từ tắp đi cửa đây. Tất cả là Genta bên em nhập là đều xe hết. Nói chung là khá là ok. Lựa chọn con xe nào tương đối cho các bác về sử dụng gia đình yên tâm. Đấy. Một lần nữa em Minh muốn là các bác hãy chia sẻ thật mạnh cho em, để cho những người cần mua xe hoặc là các bác mua xe hãy đăng ký kênh để theo dõi em những cái video nào hợp lý, con xe nào là mình có thể chốt được thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 để chốt những cái mẫu xe mình thích nhất. Đó. Rồi ok, tiếp tục lại quay một mẫu xe nữa. Rất nhiều xe các bác nhé. Con này đóng cửa chưa chặt này, đóng cửa. Đây. Tiếp tục là con Genta biển 29A44232. Thì con xe này đời 2009 các bác. Con này Genta 2009. Thì con này 172 triệu, được trang bị mâm đúc này. Mâm đúc này. Mâm đúc. Đó. Màn hình cam lùi đầy đủ hết, cảm biến lùi, nội thất của nó rất là đẹp. Rất là đèo xe luôn. Đó. Nội thất rất là long lanh đúng không ạ? Đây các xem, nội thất khá là đẹp. Tất cả tổng thành xe đẹp. Ok. Đó. Đây là Genta 2009 các nhé. Nói chung là dòng Genta là một cái mẫu xe được rất nhiều người yêu thích. Tại vì sao? Bản thân của nó form dáng sedan hai đầu đẹp, đồ đạc phụ tùng rẻ, tiết kiệm nhiên liệu, đi đầm và thích. Nói chung là Genta là lành các nhé. Bản 1.5 nó chỉ 6 lít rưỡi đến 7 lít cho 100 cây cả đều hòa. Mà đi dòng này nó rất là lành, nên là hỏng hóc là phụ tùng dễ thay. Khỏi phải sợ thiếu đồ thay không nhé. Đó. Rồi ok, đó là tổng thành của chiếc Genta 2009. Tiếp tục. Quay mấy mẫu nhỉ? Quay ướt rồi, Ivan rồi. Rồi sau đây cho bác xem mẫu Lacetti sản xuất 2008. Đây con này biển số 36A các nhé. 36A05515. Thì con này Lacetti sản xuất 2008, được trang bị mâm đúc nguyên bản theo xe, màn hình đầy đủ. Con xe đang bán giá là 180 triệu. Đây các xem. Tổng thành của nó rất là đều xe luôn. Đó. Ví da màu đen. Đó. Màn hình đầy đủ hết. Xe là dòng xe này rất là đẹp, form dáng sedan hai đầu, khá là thể thao. Đây người hàng ghế phía sau đây các. Hàng ghế phía sau đó. Xe rất là cứng luôn, đây trần rất là đẹp, trần lý nguyên bản luôn. Đó. Nói chung là 170 triệu là cái con xe này cũng rất là hợp lý cho bác về dùng sử dụng gia đình rồi. Con xe bán giá là 170 triệu bác nhé. Đó. 170 triệu. Rồi ok.
thì con này em đang rút hồ sơ nhé, thì con này em sẽ không quay. Đây, tiếp tục con này là gen tre 2009, đăng ký 2010, biển 18A022298, thì con xe em bán giá là 170 triệu mà thôi, đúng không? Cái giá rất là hợp lý đúng không ạ? Đăng ký 2010 đấy cũng 2009 nhưng đăng ký 2010. Rồi, cho xem nội thất, màn hình đầy đủ hết. Đây, thì để tay đây. Đó. Ghế da màu đen. À, ghế da bên trong là họ bọc thêm cái lớp bên ngoài thôi các nhé. Đó, bọc thêm bên ngoài thôi. Xe rất là cứng. Ghế da màu vàng, màu kem, bọc thêm cái lớp hạt vòng bên ngoài cho nó sạch sẽ. Như là mình thích vệ sinh gì là xinh được luôn. Đó. Tháo ra vệ sinh cái được luôn đúng không ạ? Rất là hợp lý. Nên các bác không phải tháo bản ghế ra làm gì, nên chỉ cần mỗi lần vệ sinh thì mình tháo cái hạt vòng này ra, mình đi giặt giũ xong mình bọc vào, nên nó chủ xe rất là cẩn thận. Con xe này khá là cứng xe luôn. Đó, rất là đẹp. Được trang bị màn hình can lùi trời cao. Dạ vâng, đó là tổng thành của tất cả những mẫu xe bên em mới lấy về, báo giá tổng thể với các bác. Dạ vâng, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái, chào tạm biệt các bác.